Máy này ngon hơn mấy cái trước luôn. Rồi, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Vừa rồi là cái đoạn test cái con Isuzu C40, hàng chặt trong xe dân, nhưng mà cái con này tình trạng nó chất lắm. Đầy chuyền này, không có xong, cần phải xong gì hết. Lắc phát nổ luôn, rất là nhạy máy, không một tí hơi thừa. Máy móc sạch sẽ, máy cơ giới nha. Heo ti vô lớn đây. Hơi chói chói nắng một tí. Chói nắng quá. Đây. Máy móc liền lạc, cắm ống dầu qua là quất thôi. Có rửa qua sơ sơ rồi. Một vài chỗ còn dơ bẩn, anh em có mua về rửa thêm một ít nữa. Đây, có bơm đời này, có bơm nát luôn nhé. Lắp bơm nát bơm đầu được này. Còn này cái dấu cốt nó chưa, không biết có mở hay chưa, để mình xem. Nhìn không có ra luôn này. Cái mặt cam thì thấy có mở rồi. Nói chung máy dân cỡ này là ngon lắm rồi. Đó. Rất là nhạy, máy không có tí hơi thừa nào hết á. Xem máy cơ giới 4 chân nhé, 4 chân đây. Có chân máy đầy đủ nha nè. Đầu trâu mặt cọp cũng giống như hôm trước cái video, mấy cái video kia mình cũng thuyết minh. Cũng nói về cái vấn đề tháp lắp chế máy cài này, có nghĩa là anh em xài máy rời, máy thủy bên ngoài hay là kéo phát điện gì đấy thì không tính, nhưng mà anh mà dùng máy cài á, thì muốn tháp cho máy cài Siki từ hình 2 tới 3.500 vậy. Lắp con này vào đầu trong, bỏ cái khớp phía sau đi. Cái khớp này khớp bắt bơm trên xe cục. Bỏ đi. Thì cái tấm sắt này nó y hệt như tấm sắt của 2.500, 2.800, 3.100 cũng hệt hết. Đổi bánh đà qua. Anh em đang chạy cái Siki 6 con bu lông bánh đà này giống hệt hết. Bỏ cái bánh đà bên kia mâm ép qua là xong. Còn đề truyền 12V của nó đang đề 12 nhé. Đề 12 đây. Rồi, cứ vậy mà lắp vào máy cài nó sẽ trở thành mạnh gấp đôi ECK 24 2.500 nha. 86 ly, 4 trái, công suất khoảng 45 ngựa. Còn tua khoảng 2.600. Con này nè, nghe thấy mạnh ghê. Thấy cái tua, cảm giác cái tua nó không có đo đếm được, nhưng mà thấy cái tua nó bốc quá. Mình thử đề lại. Đây. Ở đây nó còn có cái bơm nữa nha nè. Đây, cái bơm thủy lực của nó đây. Đúng cái cốt junior, đúng cái của nó là mới tháo ra đó. Tại nổ máy sợ nó cháy bơm nên tháo ra ngoài. Nó chạy có nhức tươm tươm đây. Anh em mà có cần thêm, có mua thêm bơm đầu thì mình có sẵn luôn, cũng trong con máy tháo ra đấy. Đấy, đúng của nó nha. 4 bu lông, mấy cái bu lông này còn đầy đủ này. Mấy bu lông hai tán, hai bu lông này. Rồi, chung kết thúc cái video review nhé. Anh em có nhu cầu sử dụng động cơ Isuzu C240, máy cơ giới 4 chân, còn luôn cả đầu trâu, đời đề truyền heo ti búa lớn, có bơm nách nếu cần thì liên hệ nha. Máy đang tại nhà Vĩnh Công, Châu Thành, Long An nhé anh em. Rồi, chung kết thúc video đi.